Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tám Bóng Đá. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi phân tích kèo các trận đấu tại tứ kết Champions League giữa Villarreal với Bayern Munich. Chủ nhà đã gây bất ngờ rất nhiều ở trong vòng 16 đội và họ hoàn toàn có thể lặp lại điều đó nếu như họ vẫn duy trì và chơi hay như vậy. Và ngay bây giờ, hãy cùng với Tám Bóng Đá phân tích kỹ hơn trong video ngày hôm nay. Anh em hãy cùng để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment với Tám Bóng Đá nhé. Xin chào quý vị, hôm nay chúng ta cùng soi kèo trận đấu giữa Villarreal gặp Bayern Munich, trận đấu tại vòng mùa tứ kết của Champions League diễn ra lúc 2 giờ ngày 7 tháng 4. Villarreal mặc dù trong hai trận sân khách gần nhất là họ đều thua trước các đối thủ rất yếu như Cadiz rồi Levante, nhưng mà phong độ sân nhà của Villarreal mùa này là rất tốt. Chính phong độ sân nhà tốt đang giúp họ hiện tại là có vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. 5 trận sân nhà gần nhất, Villarreal thắng 3, hòa 2. Trong đó là có trận cầm hòa Real Madrid, cầm hòa Juventus ở vòng 1/8 Champions League, rồi thắng ấn tượng 5-1 trước Espanyol và thắng 3-0 trước Mallorca. Về phía Bayern Munich thì 5 trận gần nhất họ chơi ấn tượng, trong đó có 2 chiến thắng liên tiếp mà ghi được 4 bàn. Tuy nhiên ở tổng quan phong độ xa nhà của Bayern thì họ cũng nhận khá nhiều trận hòa. Trận hòa Hoffenheim 1-1 rồi hòa Sandberg ở vòng 1/8 Champions League với tỷ số cũng 1-1. Trước đó còn thua sốc Bochum tỷ số 2-4. Ở kèo chấp trận này, nhà cái đưa ra mức tài xỉu hiệp 1 là 1.5, còn mức cả trận 3 hòa. Chúng tôi đánh giá trận này thì Bayern Munich họ đã lấy lại phong độ ghi bàn trong một cái trận gần nhất là thắng 4-1 trước Freiburg. Đó là trận làm khách gần nhất của Bayern. Còn về phía Villarreal, các trận đấu gần nhất họ đều giành chiến thắng trước những đội bóng yếu hơn ở trên sân nhà. Còn khi mà tiếp đón các đối thủ mạnh hơn thì Villarreal họ cầm hòa và không để thủng lưới quá nhiều. Có thể thấy lối chơi mà Villarreal lựa chọn khi mà gặp các ông lớn thì là phòng thủ, chủ yếu phòng thủ thôi. Còn hàng công thì cũng lùi về phòng thủ, hỗ trợ phòng thủ là chủ yếu. Họ tấn công rất ít trong các trận đấu như thế này. Mà hơn nữa thì chúng ta cũng chưa thể tin tưởng hoàn toàn vào phong độ sân khách của Bayern. Trong 4 trận gần nhất thì mới chỉ có 1 trận là người chơi đánh tài ăn cược ở trận của họ. Bởi vậy trong trận này chúng tôi khuyên người chơi chọn cửa xỉu. Nhà cái đưa ra mức chấp là đội khách chấp chủ nhà mức 1 trái. Theo đánh giá của chúng tôi thì Bayern có thể vượt qua mức kèo này. Bởi vì thứ nhất là họ đã tìm lại phong độ tốt trong 2 trận gần nhất, là họ giành chiến thắng với khoảng cách là ghi được 4 bàn thắng với đối thủ, ghi 4 bàn mỗi trận. Hơn nữa Bayern vào vòng này họ là đội ứng cử viên vô địch, còn Villarreal vẫn mang danh là một cái đội ngựa ô thôi. Mặc dù các trận đấu gần đây họ chơi rất tốt ở trên sân nhà, tuy nhiên thì Bayern là một đội tấn công rất mạnh và cái lối chơi tấn công của Bayern đang rất khác hoàn toàn so với cái sức tấn công của các đội bóng tại Tây Ban Nha hoặc là tại Ý. Ngoài ra nên nhớ trận làm khách tại Tây Ban Nha gần nhất là Bayern Munich hủy diệt Barca tỷ số 3-0. Với những cái tinh thần tốt của phía Hùng Xám thì chúng tôi dự đoán trong trận này cái cửa uy tín nhất vẫn là cửa Hùng Xám, cửa Bayern Munich. Dự đoán tỷ số trận đấu là Bayern sẽ thắng với tỷ số 2-0. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi, còn phần quyết định vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ có một cái nhìn thật sáng suốt trên những lựa chọn của mình. Và đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Tám Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những màn soi kèo hay và sôi động nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.